Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hoàng Nhật. Thì ngày hôm nay em lên những chiếc đồng hồ cơ cổ vintage đó, cho anh em về sưu tầm ha. Và mọi người lưu ý thì tất cả các sản phẩm ở đây đều không chống nước được, nên mọi người đeo thì sử dụng kỹ nước giùm em, vì đây là hàng cổ, hàng vintage ha mọi người. Và khi mọi người mua hàng thì bên sẽ nhận được cái phiếu bảo hành của bên em nha. Trên này có địa chỉ, tên cửa hàng và số điện thoại nha. Phía sau kim luôn giấy bảo hành cho mọi người. Em sẽ bảo hành cho mọi người 6 tháng đối với đồng hồ pin và 12 tháng đối với đồng hồ cơ ạ. Thì và bên em cam kết là chỉ bán hàng chính hãng thôi, không bán hàng fake, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng nha. Cam kết cho mọi người là hàng đều là hàng nguyên zin và chính hãng hết. Rồi. Ngày hôm nay là có 6 sản phẩm ha mọi người, 1 2 3 4 5 6 đến từ Nhật và Thụy Sĩ. Hôm nay Thụy Sĩ là nhiều, Nhật thì chỉ có một con mã số 1 thôi, với giá khởi điểm là 700.000. Và con cao nhất của clip ngày hôm nay là 50 triệu ha, 50 triệu. Rồi không làm mất thời gian mọi người nữa thì em vào chiếc đồng hồ đầu tiên, một mã số 1 Ricord của Nhật nha. Em này Ricord máy pin của Nhật. Em này là dây khóa zin luôn nè. Zin luôn dây theo theo máy. Cái kiến này hình như là kính sapphire hay sao ấy, em chưa thấy vết trầy nào trên cái kiến này hết. Bình thường đời cổ thì nó hiếm con nào mà có xài sapphire lắm. Mà con này thì như là sapphire đó. Kính thì chưa một vết trầy, vỏ thì có trầy xước lông mèo nhẹ, giá 700.000 nha. Cái này 700 do em quệt, cái chữ em xấu, em quệt nó hơi lố, nó ra 760 thôi vậy nè. 700.000. Mã số 1 700.000 máy pin của Ricord. Con này là vân đá hổ phách ha mọi người, mặt vân đá hổ phách kim cọc mạ vàng, máy pin kim giật. Hai lịch thứ ngày nằm ở góc 3 giờ nha. Đó, cọc cài đá đen luôn nè, cọc cài đá đen. Mặt vân đá hổ phách rất đẹp nha mọi người. Nè, sớ vân hổ phách nè. Kính sapphire. Dây vỏ là thép không rỉ nha, dây vỏ là thép không rỉ, dây zin. Có giữ Ricord ở đây luôn. Đây là một thương hiệu Ricord của Nhật ha mọi người. Đây. Ricord quạt da băng ha mọi người. Dưới dây nó cũng có chứ sao băng luôn nè. Nhìn rất là uy tín nè. Mặt vân gỗ màu hổ phách rất đẹp. Có hai lịch thứ ngày, máy pin kim cọc mạ vàng rất là sáng ha. Con này mọi người muốn sử dụng nước thì báo em làm nước lại cho mọi người đeo luôn ha. Con này làm keo được, máy pin làm keo dễ. Size 36 mọi người ơi, mã số 1 700.000 size 36 nha. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ lên dây. Thương hiệu Jule Juvensen ha. Jule Juvensen thành lập vào năm 1740, mã số 2 giá 800.000. Em này là máy lên dây ha mọi người. Máy lên dây vỏ bọc vàng. Kính mica, mặt là đá xà cừ ha, mặt đá xà cừ. Rồi, anh em nào mua về thì lấy cái máy lên dây này thôi cũng lời nữa, máy Thụy Sĩ. Máy lên dây ha. Size 35 nè, vỏ bọc vàng. Phía sau có dòng chữ Sule Juvensen. Đó, Swiss Made nha mọi người. Máy lên dây nha, máy lên dây. Size 35. Mặt số học trò. Mặt xà cừ, vỏ bọc vàng đá inox. Giá em này là 800.000, mã số 2 size 35 ạ. Em này máy nó đây. Em có chụp máy em đã đây là mọi người tham khảo ha. Đây máy em nó đây nha mọi người. Đúng cái tên thương hiệu luôn. Sule Juvensen Company ha, máy 17 chân kính nè. Máy vàng lên dây rất đẹp luôn. Đây máy em nó đây. Rồi đáy nó có đóng nè. Rồi mã số 2 giá 800.000 nè, anh nào thích thì chốt giùm em nha. Size 35. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Thương hiệu Hamilton đó mọi người, Hamilton. Kính sapphire, kính mica, vỏ bọc vàng. Ồ lộn, quen miệng rồi mọi người. Em này kính mica nha, vỏ bọc vàng. Vỏ bọc vàng 10K toàn thân. Thuộc dòng Thinomatic. Máy có hỗ trợ có tay nha mọi người. Có là máy tự động có hỗ trợ có tay, có một ô lịch nằm ở góc 3 giờ luôn nè. Mặt bắt úp. Đó, mặt bắt úp, mặt cong, mặt
công bắt úp. Nó kim cọc mạ vàng rất đẹp. Dòng Tino Matic thì mọi người biết rồi, nó khá là mỏng, size 335 ha mọi người. Nó mỏng 10mm. Mà nếu mình không có kính này không chỉ dày chừng hả khoảng 7 ly. Này phía sau đây ha mọi người. Ở trên này thì mọi người sẽ thấy dòng chữ Hamilton. Đây nè. Vì cái dây che lại Hamilton ở bên đây là để 10k gold fill ha. 10k gold fill nè. Nấm bọc vàng luôn. Nấm zin có logo. Nè, nấm zin có logo chữ H ha mọi người. Toàn thân bọc vàng 10k không bong tróc ha mọi người, size 33,5 của Hamilton, có một lịch dây khóa linh kiện nha. Mã số 3 giá 400 mã số 3 giá 4,8 triệu, 4,8 triệu nha. Mã số 3 4,8 triệu của nhà Hamilton ạ. Tự động nha mọi người, tự động có lên dây luôn. Cái này là mực chưa khô mà em bệnh cái tay em vô. Rồi, tiếp theo là một em đến từ nhà Omega. Omega Seamaster hả mọi người, con này là càng thẳng. Omega Seamaster càng thẳng, con này là kim cọc mạ vàng hết luôn nè. Phần vỏ, vỏ này là vỏ đờ mi, niền vàng đúc, bốn tay cẩn vàng dày ha. Đá inox có logo cá ngừ biển. Đây, có logo cá ngừ biển nha. Seamaster. Đây. Ngựa ha, ngựa còn rất đẹp mọi người, còn rất là nét luôn. Phía sau em có dán một tấm đề can để bảo vệ cái đáy nè. Vỏ còn sáng bóng, ngựa còn sắc nét ha, chữ Seamaster rõ ràng. Nấm zin có logo của Omega nha. Kính zin có logo luôn. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch nè. Đấy, dòng này dòng Seamaster nha mọi người, Seamaster đáy vặn. Máy móc thì chạy rất là chuẩn, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết nha. Máy móc thì em đã cân chỉnh hết rồi, mọi người mua về là chỉ việc đeo thôi, không cần làm gì nữa hết. Bên em sẽ bảo hành cho mọi người 6 đến 12 tháng nha. 6 tháng là máy pin, còn 12 tháng là máy cơ. Cam kết là hàng zin nguyên bản. Em này size 34,5 ha mọi người. Chuẩn size của Omega là size 34,5. Niền vàng đúc nha, bốn tay cẩn vàng dày, đá inox. Một em Omega. Đèn hơi chói mọi người sẽ không thấy ha. Rồi em lấy ra cho mọi người dễ nhìn nè. Chưa đánh bóng, anh em nào muốn đánh bóng thì em sẽ đánh ha. Đánh nó sẽ bay sáng bóng lên liền, không còn mấy giận giận nữa, còn cái này để gì cho zin. Rồi, mã số 4 giá 11.500.000 nè. Mã số 4 giá 11.500.000, giá của size của nó là 34,5 nha. Rồi tiếp theo em Omega bát quái nè mọi người. Bát quái mặt đen nha. Mặt em này mặt đen nhưng mà không quá đen, nó là dạng giống như là màu xám lông chuột vậy đó. Màu xám lông chuột, nó không quá đen, nó đen vừa vừa. Nó màu này rất hiếm nha mọi người, rất hiếm luôn. Em soi cận vào cho mọi người xem ha. Nấm zin có logo, nấm zin bát quái có logo nè, kính zin có logo nha mọi người. Đó, kính zin có logo luôn. Con này là thuộc dòng Omega Constellation và form bát quái càng gãy, vỏ đờ mi nha, dây zin nguyên bản luôn. Màu rất hiếm, Omega Constellation 5 hàng chữ, mặt bát quái, form càng gãy,
dây cũng là dây đờ mi zin nguyên bản nha, dây đờ mi zin nguyên bản. Vỏ này cũng đờ mi luôn, niềng vàng đúc bốn tay cẩn vàng dày, đáy logo thiên văn vàng đúc nha. Chạy dòng máy 561 nha mọi người, 561 có hỗ trợ có tay nè, máy tự động automatic 5 hàng chữ. Góc 3 giờ chúng ta sẽ thấy một ô lịch màu đen hơi khó quay. Để em tìm cách quay cho nó rõ rõ cho mọi người xem nha. Cái kiến nó bóng quá làm cho chúng ta khó nhìn ha. Rồi đây anh em nhìn thấy rõ ha, cọc cài đá đen nha mọi người, cọc cài đá đen. Cam kết mọi người hàng nguyên zin ha, zin cả dây khóa. Máy 561, máy chạy rất chuẩn, thuộc cái này có chuẩn Trodometer luôn của công ty COSC. Phía sau có cái logo vàng đúc nè, đại thiên văn hơi mòn á mọi người, hơi mòn rồi. Rồi một em Omega bát quái càng gãy zin cả dây khá là hiếm ha, mã số 5 giá 49 triệu, mã số 5 giá 49 triệu. Em này xe mặt 34,5 ha mọi người, form bát quái càng gãy thì quá nổi tiếng rồi, còn mặt đen cọc cài đá đen hút tài nữa thì không có gì để chơi hết. Em này lên tay thì bao sang bao đẹp, rất thích hợp cho anh em đưa vào bộ sưu tầm nha. Năng này zin cả dây luôn thì rất là khó kiếm. Dây zin của nó đây. Rồi em này mã số 5 giá 49 triệu nha anh. Mã số 5 giá 49 triệu. Rồi tiếp theo mã số 6 nè. Con này cũng là form bắt quái càng gãy luôn y chang em kia luôn. Máy em này là máy 564 nha. Một em 561, một em 564. Rồi. Máy 564 24 chân kính. Máy 561 cũng 24 chân kính luôn nha. Máy 564 nó khác 561 là lịch, nó là lịch giật nha mọi người, lịch giật. Em này thì cọc số là cọc kim cọc mạ vàng nha, kim cọc mạ vàng. Chứ không có phải có cà lẻ đen. Cũng là mặt bát quái luôn. Mặt trắng tia rất đẹp nè, đây anh em nhìn cho rõ ha. Mặt bạc quái, kính zin có logo, núm zin có logo, dây zin hạt gạo bọc vàng, dây zin hạt gạo bọc vàng, dây còn rất là đẹp nha mọi người. Hộp gạo nào hộp hồi nãy còn sáng bóng mà. Đáy có logo vàng đúc, em này cũng là vỏ đờ mi luôn ha, niền vàng đúc. Bốn tay cẩn vàng dày, đáy logo vàng đúc ha. Đáy em này thì ít mòn hơn em mã số 5. Ít mòn mã số 5, vỏ còn rất là đẹp, cũng len keng lắm á. Cũng size 34,5. Cũng là vỏ đờ mi luôn. Mã số 6 nha, em này mã số 6 giá 50 triệu. Omega bát quái càng gãy. Bên em có nhận thu đổi lên đời cho mọi người và có bao quay đầu cho mọi người, và thêm cái nữa là mọi người hỗ trợ cho mọi người cân chỉnh lau dầu tất cả các dòng đồng hồ nha. Anh em nào gửi về cho em làm cũng được. Và hiện tại thì các anh em có yêu cầu em làm về các cái mảng đồng hồ mà cấp thấp giá rẻ mọi người, vài trăm á, thì ok em có nhập về cho mọi người rồi nha, và em sẽ bán ở một cái kênh khác, và em có đã tạo cái kênh đồng hồ nhật si rồi. Kênh đồng hồ nhật si sẽ chuyên bán những cái dòng đồng hồ giá rẻ dưới 100.000, dưới 1 triệu cho mọi người,
thì mọi người muốn mua đồng hồ nào dưới 1 triệu thì mọi người ủng hộ cái kênh đồng hồ Nhật Si nha. Kênh đồng hồ Hoàng Nhật này thì đó giờ em bán là những chiếc đồng hồ chính hãng và chỉ có chính hãng mà thôi. Có đồng hồ chính hãng. Và bảo hành cho mọi người rất là tận tâm, rất là chu đáo, bảo hành từ 6 tháng tới 12 tháng. Và những chiếc đồng hồ nào chống nước thì em sẽ báo là chống nước, tại vì bên em có kiểm tra kỹ thuật, có máy cân, máy đo để về các chức năng kỹ thuật đó hết rồi, nên là em làm cái đó rất là kỹ. Còn cái vấn đề máy đồng hồ giá rẻ thì em không thể nào mà hoàn thiện hết được, nên để ấy cho mọi người hết được, nên là cái phần giá rẻ thì nó phải đi kèm với rủi ro ha mọi người. Còn kênh này mua đồ, kênh này là bảo đảm chắc ăn nè. Rồi, xin cảm ơn mọi người và hẹn mọi người lại các clip lần sau ạ. Clip ngày hôm nay anh nào mua con nào cũng vậy, em đều tặng một cái hộp này hết nha, tặng tri ân khách hàng để cho mọi người đem về để trưng lên tủ để ngắm nghía rồi ha. Tặng cho mọi người, ai mua bất kỳ chiếc đồng hồ nào đều được tặng hết. Xin cảm ơn và hẹn mọi người lại các clip lần sau ạ.